Nói đi. Rồi. Ngon quá. Sao chấm cho các bạn coi coi, đưa đây. À, một lần thưởng thức. Ôi ôi. Cua bị gãy hết chân rồi. Nói chung là con cua này trâu ghê ra. Quá ngon. Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại kênh BMT Vlog của Trung. Tôi, bé Hưng xin chào anh em. Bạn Chiếu. Tôi, bạn Chiếu, chào tất cả anh em nha. À, ok, à, Trung và bạn kia là sẽ đi bắt cua ở dưới đây nha. Coi cho các bạn cùng coi nha, ok. Hưng xuống đây, Hưng xuống đây Hưng. Cẩn thận nha. Từ nha, nước đục quá, nè nè nè, xô nè, xô nè. Xô nè, xô nè. Cầm ngay, cầm xuống ngay. Cầm. Nè. Nè nè nè, cầm. Ai này. Ok. Mò đi. Ê có cua, có cua. Tay mày nhỏ nhất luôn đó. Được nhẹ thôi hơn. Mò mà. Có không? Có không? Có một con bé tí ta. Đội cua nằm đâu hết mình. Thèm, trốn đâu hết rồi. Đi. Đi. Đây nè, con này, con này. Đó là con. Không có. Vậy không có. Dạ cũng có một ít à bác ạ. À, đá là có đấy. Dạ đúng rồi ạ. Đây bác bảo vệ đây này. Đố kia mới nhiều kìa. Đố. À, dạ rồi, đi chân lên. Nó quá trời. Nó sâu. Nó bên đây à. Dạ, tí con lên con bắt đây con. Dạ, tí con lên con bắt. Con bắt tới đây rồi, con lên con bắt nè. Hai hố đây này. Dạ, rồi. Đông quá trời luôn. Mày quay ra làm mình cục biệt. Dạ, bắt đi ạ. Bắt con cua nào ơi. Ok anh em, giờ bọn mình sẽ đi bắt nè. Con bác kia mới chỉ mình con cua nè. Đó đâu rồi? Cua dưới đây nè. Có ngay đó đó. Rồi xuống ngay xuống. Dạ. Có con bác ạ. Dạ. Là có thấy chứ. Đang đi đường không có đường xuống. Xuống đây. Cam. Bỏ đây được quá. Từ nó đục á. Dạ, nó đục nó nặng lắm. Này, dưới nhiều thấy không? Đá ngồi xuống đá bên kia toàn cua rốc không à? À. Nóng kìa. Nó mò sang bên bắc rồi. Dạ. Có hàng không? Mò trúng chưa? Được. Được chưa? Được. Ủa, cái to quá, cái nằm ngay hang luôn. Được luôn. Tao cho mày bắt thấy không? Con nằm ngay hang á. Từ ơi. Được thôi, dưới đây không có đục đâu. Mấy tay thò mắt lại đi. Trời, thằng Hưng này. Có con bên kia kìa. Nó nắp con đá ấy, nó nắp con đá. Sợ. Đi nằm ghê lắm. Nè, quan cầm mấy. Đấy, cái bò bên kia kìa. Cầm thấy bò lên bờ tường bên kia kìa. Kìa. Trùng ốc luôn. Ở đâu? Bên kia bên này này. Cảm ơn dễ kìa. Rồi.
cứ mình mò và cứ mấy cục đá nó nằm nó sâu á. Đấy, con rêu á, con rêu mình mò cho con rêu thế nào, đống con rêu cho nó đấy, nấp đấy. Đấy, con rêu á. Mò cứ từ nó mở ra hả? Nó có cua to mà hơn làm mất luôn rồi. Xong nó chui vào cái lỗ trong này. Đấy. Bò trong nó. Không sao giờ đi bắt đun con cua. À. Cái tình ở trong nó có rắn mà có cua đâu. Dạ. Ừ. Cầm. Giọng vây bắt. Bà Hào lý lịch ha. Giờ đi thẳng lên cái bờ đập cái này đi rẽ về đây. Hay đi trong rừng đi trong này gần hơn nhưng mà đường không biết đi đâu. À, bước đá ra nó nhấp khô lắm. Cái lỗ đó bắt được không hơn? Không. Lấy cây thử chọc qua coi, không sâu quá không? Cái cây á, cây nhỏ nhỏ thôi. Nè. À, không bắt luôn. Nhẹ nhẹ thôi. Đây nè, cái lỗ trên đây là bố. Đó. Sâu vừa đúng không? Sâu lắm luôn. Tôi phát vô ổn chứ. Đi rồi. Đi vào nước cái kia. Đây nè, bắt trên này luôn nè. Chờ bao bên nào? Lên lên chờ bắt kỹ đó. Nè, cho nó sâu mới là. Mà bên. Mà nó sâu lắm. Nước bên đó cao không bác ơi? Thấp à? Nó sâu lắm mà. Tí, cái mũi. Không đây. Đây. Chết cha. Hưng lỗ quay chân này. Này cắp đi. Sao bị kẹt? Đau quá. Đau luôn. Con chiếc thì bị cua kẹp. Con cua thì tao đưa tao phát nghe. Ừ, con cua nó được rồi. Bơ cua tao đùng. Con số còn kìa rồi đấy. Rồi, số cua đi coi. Đây. Ít à, đây. Số cua này các bạn nè. Ở đây không có. Đây nè. Cái này sao bắt? Đây nước thấp. Thấp mình nó nhiều thật, sao bắt? Con nhìn thấy cua không? Ờ, có rồi, nằm một đống rồi. Đấy, con cua lên nè. Trong mà cứ từ từ là nó bò ra là túm à. Đó, cái đưa cái xô đổ là. Cho tí nước vào phải đổ xô, cho tí nước vào cái xô phải đổ. Ôi, hai cua luôn. Cua hơi. Cua hơi. Cua cho nó đi qua bên kia luôn, về bên kia luôn. Đấy, cái máy quay bên đây, cái này gì đó mày. Cầm nước không? Cầm nước đó. Cầm nước. Mà tối lắm, cua ơi. Cua lại đi mày. Ờ, thấy thấy thói, xả lại. Từ nhắc thôi, từ từ. Nó bắt trên nó lùi xuống đây tao bắt chưa? Trong này không ai bắt luôn đấy. Không ai bắt mà. Nó tối quá. Có đèn không? Từ từ thôi. Mò thôi mà bắt được, có đèn. Mà tôm mình ơi. Trời ơi, mày pha kiếm quá trời luôn. Thằng này bị cái chồng mông mà mấy người bắt mày. Em đừng đi ra đi. Mình lấy cái đèn pin á. Mà để lét lên. Cái này để sao bắt được. Từ từ hướng ghen qua đây coi. Nó nhiều lắm. Từ nha, nó tình lên. Cái này biết là ngon rồi. Bị nhiều quá rồi. 10% hả? 10%. Ê, lên, đưa, 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 2000 years later. Ok các bạn, Trung đã chuẩn bị và tại vì trong lúc thời gian mà Trung nhóm lửa, Trung quên đi cái đoạn mà nhóm lửa cho các bạn. Giờ Trung sẽ thực hiện cái món là cua nướng, cua đồng nướng nha. Rồi các bạn coi nè. Ok các bạn, đây là thành quả của Trung và mọi người đã đi bắt cua chiều hôm nay nè. Đó, đây là những con cua mà Trung bắt ở dưới hồ thủy điện Tri An đây nè. Đó các bạn coi nha, quá trời cua luôn nè. Con cua càng xanh nè, tím nè. Đau quá, kẹt. Cua này nó chắc lắm nha. Không phải là cua nuôi hay là cua gì đâu mà cua Trung bắt ở dưới thủy điện Tri An. Các bạn lúc này coi đó. Ở đầu clip đó. Đó, đây là những số cua mà Trung bắt được đây nè. Ăn đi. Rồi chưa?
bứt lên. Đây là cầm giữ lại giữ. Mày côn, côn. Từ từ, bắt đi. Mày nóng quá. Đừng, đè nó đó. Để xuống. Bứt hết rồi. Bà rồi. Đấy. Nhớ đi. Thôi nóng. Bứt lên. Ăn chấm tại chỗ luôn nha. Nổ chén. Không mất cả. Đó vô nhiều đi. Ném vô nhiều lắm à. Ném vô nhiều là ăn cho thật đá. Cua đá này. Cua này là bọn mình bắt luôn đó nha các bạn nha. Ui dồi. Bật lên. Bật lên luôn. Chạy. Chia mượn cục đi. Rồi. Rồi. Tại vì cái lúc mà đút than vô kìa. Lúc mà mình mình quên cái đoạn nhóm lửa các bạn kia nhá. Thông cảm nha. Không mình sẽ mấy clip sau chung sẽ quay đầy đủ tất cả công đoạn cho các bạn cùng coi á. Đó, cua bắt đầu nó sôi nè. Vàng chân rồi. Ừ. 2000 years later. Ok các bạn, cua đã chín rồi nè. Chín rồi. Cua này chín rồi nè. À, chúng bỏ vô ăn hết luôn, đừng có bóc ra cho các bạn coi nha. Đây, chúng sẽ cho các bạn coi. Đây nè. Nóng quá. Rồi. Giòn nó giòn. Uống ngon. Thử đi. Sao có vị gì? Vị có trà chanh nằm. Nói về nước chấm trước. Đây cái vị chanh là vị ngọt, vị cay nè. Hòa quyện với lại mấy cái gạch của con cua, mấy cái thịt cua và cái vỏ cua nó quyện lại với nhau. Mày nó giòn lắm. Tao hồi nhiều đấy. Nó đã các bạn ạ. Nguyên nè. Chấm đi. Vậy mà đứa nào muốn chửi tao là tao pha nước chấm như cứt. Đúng là con trai của ta. Trời ơi. Trời ơi chấm ơi. Từ bóc ra. Ngon quá. Đó, ăn cua vậy mới đã. Quay cho bạn coi mình cứ tập trung. Tôi ăn đi các bạn. Ăn đi Hưng. Tôi sẽ quất nguyên một con này luôn. Nhà các bạn. Ăn cua cho chín rồi nè. Chúng thử nha. Nè. Sao dưới nó không có vàng đâu ta. Trời ơi, nhìn trên nó chấm kìa. Ôi, cua bơi trong nước chấm. Các bạn thấy không? Thử nè. Thịt cua nó ngọt. Cộng thêm nước chấm chua. Có cay cua ra đây. Cay. Ăn thử không? Thử thế không? Ngọt ngọt nữa chứ. Ăn thử vậy là ăn nó không ngon. Ăn vô là tê. Đồng ý. Đã mới bại rồi. Càng cua ra đây, cho qua ngay đi. Cầm hết luôn rồi. Cho qua càng cua đi. Cua của ai đó ăn? Ăn đi. Ăn cua được không? Không, ăn càng sợ nó kia quá. Để đó, chấm bên nè, chấm quẹt vô. Ngọt đúng không? Không ngọt. Nhưng cua này ăn càng cua nhỏ ăn càng ngon. Thôi biết. Ơi, tôi xin phép. Mời anh em ăn nha. Chín rồi nè. Chín rồi nè. Đau. Ngon đúng không? Ngon. Không đùa đâu. Trời ơi, khỏe quá. Có ai nói đùa đâu mày. Giữ nào con Chiếu. Mày để một đống rồi sao mày giữ. Ngồi đi mày. Rồi. Còn nào chín rồi đâu? Bị cạn lắm. Rồi. Chấm nè. Cua này là cua. Cua này nấu nãy giờ không lối thoát à? Cua không lối thoát. Ok. Anh em chắc bền lâu. Tao mà đã sút thì không trượt phát nào luôn. Tao mà sút thì chỉ có tao đã sút còn hơn khá bản nữa cơ.
ngon ngon ghê. Tôi nói rồi, mấy thằng tham nó ăn cua to lắm nhưng mà nó không ngon bằng cua nhỏ đâu. À sao cay ngọt cái con chua. Cua nó cái con cua nó mấy cái gạch đó với xương anh nó giòn với lại nó béo béo á. Mùi gạch anh không mùi gạch không còn không ơi có nhai luôn cay lắm. Anh em bền lâu. Anh em bền lâu. Anh Trần. Đúng các bạn. Chảy cả nước mắt. Ok quá. Trong có bia, trong có bia. Ok quá. Ừ. Ờ, các bạn thử một lần đi nha. Bắt cua ở Thủy Điện Trị An, mang lên đây làm chín nước chấm y như Trung lúc nãy Trung nói. Rồi các bạn thử đi một lần cho các bạn sẽ biết. Ngon cực kỳ, các bạn sẽ nhớ mãi trong đời luôn. Trung không nói dóc. Còn không làm được thì cứ nếu không làm được cứ liên hệ với kênh BMT Vlog của Trung. Các bạn sẽ nhận được các đầy đủ các công thức để chế biến thành cái món cái nước chấm của Quang Chiếu nha. Chỉ có tuyệt vời thôi. Theo cảm nhận của Trung á là món ăn này á cực kỳ thiên nhiên luôn, không dùng cái nguyên liệu nào từ ngoài chợ hay là ở đâu cả, từ chính tay bọn Trung bắt luôn và tự chế biến, không dùng qua một cái gì cả, nó rất ngon, các bạn nên thử nha. Trung xin giờ thôi, Trung không muốn làm tốn thời gian của anh em nữa, Trung dừng cái clip vậy nha. Đây nha, nếu anh em cảm thấy hay để lại cho Trung một like, một share, một subscribe có động lực làm video tiếp theo nha. Bye bye. Bye bye anh em. Thank you.